Hằng làm gì mà mau giàu dữ vậy? Mấy năm trước còn khó khăn lắm mà. Hằng bắt đầu kinh doanh từ lúc mới tốt nghiệp đại học, tính tới thời điểm này thì đã hơn 10 năm rồi. Nhà hàng tuy không có khá giả nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng thời điểm mà Hằng mới bắt đầu khởi nghiệp, gia đình không có ủng hộ Hằng bán hàng online vì ba mẹ chỉ muốn Hằng tốt nghiệp rồi vào ngân hàng làm thôi, không có muốn con mình làm mấy cái việc lông bông. Hằng phải tự vay mượn rồi mò mẫn từ bước kinh doanh, trắc trở đủ đường à, dăm ba lời cũng không có kể hết được. Sau này khi mà công việc ổn định thì ba mẹ lại làm ăn thua lỗ nên là phải phụ ba mẹ trả nợ, rồi lấy chồng sinh con, phải lập nghiệp lại từ đầu ở Sài Gòn. Ngoài các shop trên các sàn thương mại điện tử thì Hằng còn có hai cửa hàng Yến Chân Tươi ở Sài Gòn nữa. Tụi Hằng đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ ba vào cuối năm nay. Trước đây Hằng cứ nghĩ rất khó để một người phụ nữ có thể cân bằng được gia đình, sự nghiệp và thú vui của bản thân, nhưng may mắn nhờ có đội ngũ nhân sự hiện tại mà bây giờ Hằng bắt đầu thông thả để cân bằng mọi thứ rồi. Đây là đội ngũ của Hằng nè, gần 100 người. Mùa hè mỗi năm á thì Hằng sẽ cho mọi người nghỉ vài ngày để đi du lịch cùng nhau, vừa thư giãn sau nửa năm làm việc, vừa là cơ hội để mọi người tìm hiểu và kết nối với nhau. Vẫn là Khánh Hòa, quê hương của Hằng, nhưng mà năm ngoái mọi người đã đi Nha Trang rồi, năm nay thì mọi người chọn Cam Ranh, tụi Hằng chọn Duyên Hà Resort để nghỉ dưỡng. Hằng rất là thích ở đây vì bãi biển đẹp và có nhiều mảng xanh nữa, rất là mát mẻ vào những buổi trưa hè. Resort rất là gần khu dân cư nên buổi tối tụi Hằng không có ăn trong resort mà chạy ra tiệm hải sản K10 để ăn uống cho nó thoải mái. Mấy bạn còn bí mật tổ chức sinh nhật cho Hằng nữa nè. Chúc mừng sinh nhật là một nét đẹp văn hóa của công ty Hằng, dù không phải sếp mà chỉ là một nhân sự bình thường thì tới ngày sinh nhật mọi người cũng tạo bất ngờ như vậy á. Cảm ơn sự dễ thương và năng động của các bạn, được làm việc chung với các bạn giúp Hằng thêm yêu đời và dễ tính ra, chứ trước là tôi khó tính lắm á. Giờ đỡ hơn rồi nên là mọi người cũng ít nghe Hằng la hơn. Một cô gái xuất thân từ vùng biển nghèo như Hằng, xuất phát điểm thua kém hơn người khác, nhưng mà con người mà, nếu phấn đấu 10 năm mà vẫn còn khó khăn thì mới bất bình thường, chứ nỗ lực suốt 10 năm như Hằng mà có chút thành quả nho nhỏ thì cũng bình thường mà, đúng không mọi người?